Thông báo về việc thực hiện thông báo số 89 ngày 1 tháng 5 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ. Thực hiện thông báo số 89 ngày 1 tháng 5 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 với ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện như sau một yêu cầu các sở ban ngành tỉnh quỹ ban nhân dân các quyện thị xã thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm quan điểm chống dịch như chống giặc đạt lợi ích quốc gia dân tộc sức khỏe của nhân dân của cộng đồng lên trước hết để bình tĩnh và sáng suốt chủ động và sáng tạo tích cực và nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo quy định trong đó tập trung thực hiện một số nội dung sau một, một đảm bảo các mục tiêu y vừa phải phòng chống dịch khắc phục có hiệu quả vừa phải phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an toàn, an dân và ổn định chính trị, nhất là những quyền thị xã có đường biên giới giáp với nước bạn Campuchia. 2. Y, đảm bảo an ninh an toàn cho cuộc bầu cử quốc hội khóa 15 và hội đồng nhân dân các cấp trong ngày 23 tháng 5 năm 2021. 3. Y, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2021 theo nghị quyết của tỉnh quỹ, hội đồng nhân dân tỉnh và các chương trình kế hoạch của quỹ ban nhân dân tỉnh một hai thường xuyên kiểm tra đôn đốc đẩy mạnh việc tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của ban bí thư, thủ tướng chính phủ, ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid-19, các quy định hướng dẫn của bộ y tế các bộ ngành trung ương, tỉnh quỹ giao Quỹ ban nhân dân tỉnh, đặc biệt là công dân số 377 ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Ban Thường vụ tỉnh quỹ, công dân số 3593 ngày 28 tháng 4 năm 2021, thông báo số 1333 ngày 29 tháng 4 năm 2021 công dân số 3658 ngày 30 tháng 4 năm 2021, công dân số 3659 ngày 30 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh tuyệt đối không chủ quan nơi là, mất cảnh giác. Một bà yêu cầu bắt buộc mọi người khi ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế một bốn siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các cơ sở y tế trường học chợ siêu thị bến xe các địa điểm công cộng tập trung đông người trên các phương tiện giao thông công cộng các khu công nghiệp cụm công nghiệp nhà máy xí nghiệp cơ sở sản xuất khu du lịch khách sạn cơ sở lưu trú cơ sở thờ tự của tôn giáo và các sự kiện tập trung đông người một năm tiếp tục thực hiện truy vết các trường hợp tiếp xúc với các ca nghi ngờ, theo thông báo của Bộ Y tế, tâm soát chủ động xét nghiệm trên diện rộng đối với các trường hợp có biểu hiện ho sốt, khó thở, viêm đường hô hấp và các trường hợp khác có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Một sáu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quyền, cấp xã, căn cứ điều kiện của địa phương và tình hình dịch trên địa bàn, chủ động linh hoạt sáng tạo áp dụng các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, phù hợp để thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa bảo đảm an toàn phòng chống dịch và chịu trách nhiệm theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền của mình để quyết định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, nhất là trong phòng chống và khắc phục các hiệu quả dịch COVID-19 giám đốc sở y tế chịu trách nhiệm phối hợp giữa các sở ngành chức năng liên quan thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình dịch bệnh để chủ động tham mưu đề xuất chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định áp dụng các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả trên địa bàn tỉnh một bảy ra soát kiểm tra giám sát chặt chẽ quy trình thực hiện cách ly y tế tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm trong các cơ sở cách ly tập trung và từ cơ sở cách ly lây nhiễm ra cộng đồng tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở và những nơi vi phạm không thực hiện theo quy định và không đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch Mục 8. Chấn chỉnh kiểm soát chặt chẽ hiệu quả cơ sở cách ly, điều trị và thực hiện nghiêm quy trình bàn giao, tiếp nhận trường hợp hoàn thành cách ly về địa phương để thực hiện các quy định tiếp theo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch của nơi cách ly và tổ chức thực hiện giám sát chặt chẽ việc cách ly tại nhà, nơi lưu trú và chịu trách nhiệm theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước nếu để xảy ra sự cố liên quan đến dịch bệnh. 19, tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác kiểm soát đường biên giới, đường bộ, đường thủy, quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, không để xảy ra tình trạng dược biên trái phép. 110, xử lý nghiêm công khai các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật, kịp thời công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng hai sở thông tin và truyền thông báo long an đài phát thanh và truyền hình long an tiếp tục diệt thông tin truyền thông về công tác phòng chống dịch bệnh để người dân không chủ quan lơ là đề cao cảnh giác thực hiện nghiêm yêu cầu 5 k không để xuất hiện tình huống hoang mang trước diễn biến mới của dịch bệnh khuyến khích thực hiện khai báo y tế tự nguyện tiêm vaccine phòng dịch thông báo cho chính quyền về các trường hợp nhập cảnh trái phép nghi mắc bệnh hoặc đi về từ dùng có dịch 3 đề nghị các quỹ địa phương, quỹ ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tỉnh tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo trong hệ thống để mạnh việc vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân đề cao cảnh giác, chủ động, tự giác thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch, nhất là yêu cầu thực hiện nghiêm yêu cầu 5 k của bộ y tế, tích cực đẩy mạnh dẫn động các nguồn lực để tập trung cho công tác phòng chống dịch hỗ trợ kịp thời cho các trường hợp khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, các lực lượng tham gia phòng chống dịch theo chỉ đạo trên, yêu cầu thủ trưởng các sở ngành liên quan, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện.